Các bạn nam thân mến, ai trong cuộc đời cũng đều đến lúc phải đi hỏi vợ cho chính cuộc đời của mình. Và cái việc hỏi vợ thì có lẽ cái câu chuyện rất là khó nói đối với tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ đôi khi mà chúng ta đã yêu nhau 1 năm, thậm chí vài tháng hoặc có thể là vài năm, nhưng cái việc mà thưa chuyện, việc đối diện với lại bố mẹ, bạn gái để ra mắt thì đôi khi chúng ta còn rất là ngại ngùng e thẹn, đúng không ạ? Vậy thì trong video này Thọ sẽ chia sẻ đến các bạn trẻ, một ngày nào đó các bạn có thể về quê, về nhà bạn gái, thăm gia đình và thưa chuyện bố mẹ, thì đây cũng có lẽ là cũng là những cái đôi điều mà các bạn có thể tham khảo thêm trước khi về và thưa chuyện với bố mẹ các bạn gái nhé. Và nhiều bạn rất là ngại ngùng cái việc nói chuyện, thưa chuyện với bố mẹ bạn gái. Thì cá nhân tôi mà nói, cái việc thưa chuyện với bạn gái, đồng ý là cũng khó nói thật. Tuy nhiên, những cái tình cảm chân thành, mộc mạc cũng như là cái việc thưa gửi với gia đình nhà bạn gái, với bố mẹ bạn gái là việc hết sức cần thiết. Cho dù trong bất kỳ chúng ta ở trong cái thời đại nào thì việc thưa gửi lễ phép với người trên và việc xin phép để bố mẹ biết được cái tình cảm các bạn dành cho nhau cũng như là cái việc định hướng tương lai của hai bạn như thế nào là điều rất quan trọng. Ok, không dài dòng nữa thì chúng ta có thể vào một cái kịch bản mà các bạn có thể tham khảo như thế này. Dạ, thưa cô chú, hôm nay con về đây, con muốn thưa chuyện với cô chú về việc giữa con và em Hoa. Vậy con kính mong cô chú cho phép con xin được thưa chuyện ạ. Dạ thưa cô chú, con và em Hoa chúng con quen nhau và làm bạn với nhau cũng đã lâu. Và trong thời gian quen nhau thì chúng con cảm nhận được là chúng con rất là hợp nhau và chúng con dành cho nhau những cái tình cảm thân thiết thì ngày một nhiều hơn. Và chúng con cũng cảm nhận được sự đồng thuận về cuộc sống, cách sống, cách tư duy, cách suy nghĩ. Và chúng con cũng đã tỏ rõ những cái quan điểm về cuộc sống và sự chân thành chúng con chia sẻ dành cho nhau. Do vậy hôm nay con về đây con muốn thưa chuyện với cô chú và con cũng xin cô chú chấp nhận cho chúng con được tìm hiểu và yêu thương nhau. Và con mong rằng trong thời gian tới thì cô chú luôn tạo điều kiện cho con được phép đi lại gia đình nhà mình thường xuyên hơn để chúng con hiểu nhau nhiều hơn trước khi chúng con tiến tới công việc quan trọng của cuộc đời, đó là hôn nhân hạnh phúc. Và con xin được lắng nghe ý kiến của cô chú ạ. Do vậy các bạn có thể nói một câu chuyện ngắn gọn, chân thành, trang trọng, lịch sự như vậy với bố mẹ bạn gái của mình. Đó cũng là một lời xin phép, một lời chính thức cho cái mối quan hệ của bạn và bạn gái của bạn. Vậy nếu bạn có câu hỏi gì thì có thể comment xuống bên dưới video này, hoặc nếu bạn gặp khó khăn gì trong vấn đề về nhà ra mắt bạn gái, hoặc các bạn có những cái kinh nghiệm gì đó hay hơn thì có thể cùng nhau chia sẻ xuống dưới video này để cho các bạn trẻ khác, những người sắp tới cũng phải làm những cái việc mà mình chưa giờ từng làm, đó là về thưa chuyện với gia đình nhà bạn gái, để mọi người cùng học hỏi những điều tuyệt vời giúp cho cuộc sống này cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và có ý nghĩa hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu cái kênh YouTube này hay, hãy đăng ký và nhấn vào nút like video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.